1 Ông nhá, Tuấn này 2 Đỡ rộng tay ra như này nhá. Lệch khỏi vị trí ngực đi. Còn 3 các bạn nhìn tôi chuyển Tuấn này. Thu chân phải về nhá. Thu chân phải về 3 Đùi sang bước sang này. Lập tính trung bình. Không nhìn thấy nhá. Gì bước sang này, lập tính trung bình. Từ đây nhá, thu vào trung này. Bước sang này, lập tính trung bình. Tay phải thu lên phía gì? Măng tay mình như đỡ trung đẳng. Từ ngoài vào. Tay trái các bạn xè cánh tay của Aslan Maki. Bắt ở phần ngực phải. Đó, thực hiện con chém thượng đẳng vào phần cổ của bạn. Tay phải xè tay ra chém thượng đẳng. Tay trái cánh tay xoay đó. Đấy nhờ, tấn trung bình này. Nhá. Đấy. Chuyển tấn thành tấn đinh. Nhá. Bước ra tấn trung bình này. Chém chuyển thành tấn đinh. Tức là tấn dài, tức là xoay mặt hoàn toàn ra đây. Nhá. Đấy. Tiếp này. Cổ tay trái nắm lấy cổ tay phải bạn chắc. Mà đã nắm rồi là không buông. Được chưa? Thu chân sau lên. Thu chân phải lên. Thu tay phải về sát cổ. Chặt vào cạnh ngoài cổ bên phải bạn. Chặt đây hơi dừng nha. Thế này thôi. Không cần phải sát vào đây. Dừng lại này. Tấn này. Hoa sau khi Tấn nghiêm. Nhá. Được chưa? Bước lên này. Động tác cuối cùng này. Đẩy chân phải vào hông phải bạn cài sâu. Thì càng sâu càng dễ đổ. Được chưa? Tay phải này chuyển từ đó chém vào cổ bạn này. Giữ vào vai bạn. Đặt vào vai bạn. Đó. Tay trái kéo về phía bên trái. Tay phải đặt vai. Hông tỉ chắc. Các cụ dạy rồi, dao sắc không bằng chắc kê. Được chưa? Ai, nhìn này. Tay trong này cầm như này, ngửa này. Bây giờ các bạn bẻ tay ngay là gãy tay bạn thế này. À, bẻ là gãy này. Vì ngược chiều phẫu thuật. À, dùng tay phải đang cầm tay trái không buông nhá. Nguyên này. Dùng tay phải này nắm vào cổ tay bạn. Nhá. Kết hợp này, xoay chuyển tay này ra phía mặt lưng tay bạn. Hai tay ép vào đầu của mình. Bẻ mà cái gối này, cái gối chúng ta này, kéo ra ngoài này, buông tay phải về, kéo lên lườn, bấm vào hét. Ê! Vẫn chưa chết,